Xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ quay cái tủ chả bà non này của em cho anh em xem. Thì đến hôm nay thì nó cũng gọi là phun lông ống rồi. Đây đang ngồi ăn. Nhìn mẹ kìa. Đây, chừng bố rồi, chừng bố mổ rồi. Đấy. Tạm thời thì em đang có một bạn ấy đặt gạch của em một con rồi nhá. Nếu mà anh em ở gần thì em qua sẽ cho bà tận tổ bắt. Đấy. Không thì em sẽ bắt ra trước, em đến lấy thôi. Em tạm thời có một gạch một con rồi. Bố mẹ thì ghen đấu cực vip luôn. Để em nuôi thả luôn này. Sinh sản nên em thả luôn. Đấy. Đá tay mầm. Các bác thích đá tay, có đá tay. Thích thả, có thả. Đây là con này nó cũng nhạy ché nữa. Một đoạn nữa là ché. Nhạy ché với chạy bu xè nhé. Đấy, anh em nào cần lúa lon hay nhà ấy thì cứ nhắn tin cho em nhé. Mẹ nhìn bao phê luôn. Đấy, chào anh em nhé.